chấn động lời tiên tri. Đúng 7 ngày cuối tháng chạp năm Quý Mão, năm con giáp ăn lộc thần tài, bất ngờ chúng độc đắc, giàu như vũ bão, tiền tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, ăn Tết to nhất làng. Thưa quý tín chủ thân mến, tín chủ đã chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đến đâu rồi ạ? Nhìn thấy dòng người tấp nập đi lại sắm sửa đón Tết, cửa hàng cửa hiệu trên phố xá, nẻo đường, trang trí đón xuân rực rỡ, với đủ sắc màu, càng làm cho không khí Tết Giáp Thìn 2024 đang đến ngày càng một gần hơn. Từ nay đến Tết cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Đây chính là thời gian gấp rút, tranh thủ kiếm tiền để chuẩn bị cho một cái Tết no đủ và ấm êm đối với tất cả mọi người, mọi nhà. Và theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi phương Đông cho thấy, đúng 7 ngày cuối tháng chạp, tức 7 ngày cuối cùng của năm Quý Mão này, sẽ có 5 con giáp được nhắc đến dưới đây, bất ngờ được trời thương soi tỏ, mà ban cho vận may hiếm có, vận trình người người rực sáng. Đúng 7 ngày cuối tháng chạp này, không những đường công danh sự nghiệp phất mạnh, mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới nhà, nợ nần cũng được trả sạch sẽ, tiền bạc cứ hết lại có, vơi lại đầy, sướng như tiên. Vậy đó là những con giáp nào? Thời gian này sẽ mang đến cho họ những cơ hội và vận may gì? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết để biết xem mình có hữu duyên là một trong 5 con giáp đó hay không quý tín chủ nhé. Vị trí số 1, xin chúc mừng người tuổi Dậu. Xin chúc mừng tuổi Dậu, khi bạn chính là một trong những con giáp có tu học lớn. Đúng tuần cuối tháng 12 năm 2023 âm lịch này, bản mệnh Dậu luôn được đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ lạc quan và tích cực, có tâm lý vững vàng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Bạn hiểu rằng cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng, chìa khóa thành công của người tuổi Dậu là không bỏ cuộc. Sự tích cực bên trong chắc chắn sẽ giúp bạn có cơ hội đạt được mục tiêu. Khi đến thời điểm thích hợp, mọi việc bạn làm đều dễ dàng và gặt hái nhiều trái ngọt. Trong tuần cuối tháng 12 âm lịch này, người tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu mệnh, vận thế thăng tiến, quý nhân phù trợ, tránh xa những chuyện rắc rối căng thẳng, tập trung hơn vào công việc. Dù trong công việc hay đầu tư và quản lý tài chính, bạn đều sẽ đạt được những thành tựu tốt, những tín hiệu tốt sắp đến gần, sự giàu có sắp bủa vây lấy bạn khi công việc kinh doanh bùng nổ, và bạn cũng sẽ sớm đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch mua sắm, chuẩn bị cho Tết, hoặc thậm chí tự thưởng cho bản thân một lời khích lệ cho những nỗ lực suốt năm vừa qua. Có các tinh độ mệnh, tuổi Dậu đón những ngày cuối tháng chạp cận Tết trong tâm trạng rất thoải mái. Đây là khoảng thời gian khá tươi sáng về mặt tình duyên của bản mệnh. Mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết, khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp, chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để bạn có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển bản thân. Đường tài lộc của bạn cũng tương đối ổn định, con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Nếu tích cực tập trung và dồn hết tâm trí, thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn. Người làm công ăn lương cũng yên tâm với khoản lương thường dịp cuối Tết của mình. Nhờ vậy bạn có thể dành hết tâm trí để quây quần bên gia đình và cùng chuẩn bị Tết với người thân. Còn bây giờ là vận số từng tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng chạp. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Với người tuổi Đinh Dậu đang làm kinh doanh, 7 ngày cuối tháng chạp là một tuần rất thuận lợi. Khi có sự nâng đỡ của thiên tài, nhiều người đầu tư có lợi trong thời điểm này. Lợi nhuận đổ về trong thời gian ngắn như là cách ghi nhận công sức của tín chủ. Bản mệnh đã sớm nhận ra rằng có một nhân tố đã không có cùng tầm nhìn hoặc mục tiêu với tập thể nữa. Trước khi quyết định thay thế, hãy thử liên hệ với các đối tác trước đây, họ có thể sẽ có những kỹ năng mà mệnh chủ đang cần. Ngay cả việc tập luyện để cải thiện sức khỏe, nếu như bản mệnh không đủ quyết tâm và mục tiêu rõ ràng thì rất dễ đi chệch hướng. Do đó bên cạnh tìm phương pháp phù hợp thì tín chủ cũng nên đề ra vài mục tiêu cho mình nữa nhá. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu vàng, con số may mắn 69, 55, 80. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu được lục hợp che chở, nên vận khí trong 7 ngày cuối năm 2023 khá lý tưởng. Bạn giải quyết công việc một cách nhanh nhẹn và hiệu quả, đưa ra những quyết định chính xác, những dấu hiệu tích cực cho thấy bản mệnh đang đi đúng hướng và cần phải phát huy năng lực của bản thân một cách mạnh mẽ hơn. Không những vậy, tình hình tài chính của Kỷ Dậu cũng đang khấm khá lên một cách rõ ràng, may mắn cận kề. Tuổi Kỷ Dậu tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn chung này, nhờ đó mà bản mệnh cảm thấy an tâm hơn
dù có cơ hội cải thiện rất nhỏ, nhưng cũng nên tận dụng triệt để kỷ dậu nhá. Ngũ hành tư sinh hỗ trợ cho bản mạnh, cải thiện mối quan hệ với người thân trong gia đình, thậm chí một cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người trong thời gian này, cũng giúp tín chủ tháo gỡ được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây trong tình cảm lứa đôi. Đây là cơ hội để làm mới các trải nghiệm tình cảm và giúp hai người trở nên gần gũi hơn. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu bạch kim. Con số may mắn: 56, 09 và 61. 3. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Người tuổi Tân Dậu được thực thần che chở nên tài vận trong 7 ngày cuối tháng Chạp vô cùng hanh thông. Con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn, tài lộc vượng phát. Bản mạnh nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, chứ đừng vội vàng mà bỏ qua vì những lo lắng ban đầu. Công việc của con giáp này vẫn đang tiến triển thuận lợi và tốt đẹp. Bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ. Đây cũng là trải nghiệm thú vị cho người tuổi Tân Dậu, bởi bình thường bản thân bạn cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được những điều đó. Về tình cảm, ngũ hành tương sinh lại làm tăng niềm vui trong cuối năm của Tân Dậu. Khi vận trình tình cảm có dấu hiệu thắm thiết, con giáp này dù bận rộn công việc cuối năm nhưng vẫn sắp xếp để dành thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia, thay vì cứ hờ hững lạnh nhạt hoặc để nửa ấy tự lo liệu chuẩn bị Tết. Người độc thân nếu như mạnh dạn theo đuổi người mình yêu thương thì cơ hội được đáp trả tình cảm sẽ rất lớn. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, xanh dương. Con số may mắn: 65, 43, 92. Lời nhắc cải mệnh: người trí tuệ không phải là người học thuộc hàng ngàn kinh điển, mà là người luôn biết mình còn thiếu sót và cần học hỏi thêm rất nhiều. Người trí tuệ không phải là người lý luận cao siêu, có thể nói mọi lý lẽ trên đời, mà là người biết im lặng trước thị phi trái phải, không màng tranh luận hơn thua, chỉ nhẹ nhàng nói sự thật và chia sẻ sự thật, biết của mình, khi điều đó mang tính xây dựng, có lợi ích cho mình, cho người. Người trí tuệ không thể hiện ở bằng cấp hay học bạ, không thể hiện ở vật chất giàu hay nghèo. Người trí tuệ thể hiện trong từng cử chỉ, trong từng hành động ý thức, trong cuộc sống hàng ngày. Trí tuệ là điều không thể tự nhận, cũng là thứ chẳng thể cầm nắm hay mô tả. Nó giống như một viên ngọc sáng, trải qua tháng năm, đi qua thử thách, vẫn tự thân sáng lấp lánh từ bên trong, không ô nhiễm tạp bụi, không biến đổi vô thường như đất đá. Giá trị của nó được kiểm nghiệm bởi thời gian, và người muốn học nó cũng cần trải qua xuân thu thế cuộc mà thành. Ngày hôm nay một chút, ngày mai một chút, sự học tập và cầu tiến là không bao giờ ngừng lại. Vị trí số 2, xin chúc mừng người tuổi Mão. Người tuổi Mão được dự đoán là một trong những con giáp kinh doanh bùng nổ cuối tháng Chạp này. Với khả năng phán đoán và nhãn quan tinh tường của mình, con giáp này có thể thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng khi đưa ra những quyết định khôn ngoan cho việc kinh doanh buôn bán trong thời điểm cận Tết Nguyên đán này của mình. Nhờ đó, sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng để tuổi Mão tăng thêm thu nhập, gia tăng các khoản tích lũy tài sản và phát triển sự nghiệp. Nếu có thể duy trì được phong độ này, mùa xuân 2024, bản mệnh có thể đạt được sự tăng trưởng ổn định. Người tuổi Mão này rất giỏi khám phá và tận dụng các cơ hội đầu tư. Điều bạn luôn hướng tới là sự lâu dài và tính an toàn, nên một khi đã tìm được hướng đi đúng, thì lãi mẹ lãi con thi nhau đổ về. Tiền của càng về cuối năm Quý Mão lại càng rủng rỉnh, chẳng còn chút căng thẳng nào. Trong thời gian tới, số tiền phải chi tiêu có thể sẽ lớn hơn so với bình thường, nhưng bản mệnh cũng không phải lo lắng quá nhiều. Người tuổi Mão cũng trở thành một trong những con giáp may mắn tuần này. Từ 23 đến 30 tháng 12 âm lịch, ngày 30 duy nhất, phải chờ đến 9 năm sau mới có ngày 30 tiếp theo. Những thành tích bạn đạt được trong tuần cuối cùng của năm 2023 có thể khiến bạn tự hào về bản thân. Dù kỳ nghỉ lễ đang ở rất gần, nhưng con giáp này vẫn rất tập trung cho công việc, không chút sao lãng. Nhờ đó bạn cũng làm việc rất hiệu quả trong tuần mới, thậm chí được khen thưởng. Vài ý tưởng lớn trong công việc sẽ trở thành trọng tâm cho tuần này, cơ hội để bạn áp dụng vào cuộc sống. Từ đầu tuần đã có các tinh nâng đỡ, nên mọi việc của tuổi Mão nhờ thế mà diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn có thể an tâm bám theo mục tiêu đã đề ra. Nhìn chung, Mão có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong 7 ngày cuối tháng Chạp âm này, cứ đà này bản mạnh không khó để có cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí phát tài phát lộc. Người kinh doanh có được vận may để trúng lớn, việc làm ăn thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận cao. Còn bây giờ là năm vận số từng tuổi Mão may mắn nhất và cầm nang vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng Chạp. 1. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Tử vi 7 ngày cuối tháng Chạp của 12 con giáp, tài lộc của Quý Mão gia tăng,
với sự che chở của chính tài, may mắn sẽ tìm đến bản mệnh. Tình hình tài chính cũng có xu hướng phát triển hơn trước rất nhiều. Thời gian này, mệnh chủ cũng sẽ được truyền cảm hứng để học hỏi những điều mới, đặc biệt là về công nghệ. Sao tín chủ không thử thực hành luôn những gì đã học được, bản mệnh sẽ bất ngờ về khả năng của chính mình đây nhé. Thời tiết 7 ngày này không ủng hộ sức khỏe cho tuổi Quý Mão, thế nên bản mệnh đừng làm việc quá sức, nên đi ngủ sớm để nhanh chóng hồi phục cơ thể. Ngày hôm sau bản mệnh mới có đủ tỉnh táo để làm nốt những việc quan trọng cuối năm. Quý nhân là tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng, con số may mắn 96, 84 và 33. 2. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Dường như sự hào nhoáng và nổi bật sẽ đến với tuổi Ất Mão trong 7 ngày này. Có thiên ấn nâng đỡ, có thể uy tín và năng lực của cô bác anh chị ở nơi làm việc sẽ khiến cấp trên và những chuyên gia trong ngành ấn tượng. Điều này cũng là bước đệm để Ất Mão mở rộng mối quan hệ phục vụ cho việc kinh doanh riêng của bản thân. Ngoài ra, nguồn năng lượng mới dồi dào, 7 ngày cuối tháng chạp sẽ mang đến nhiều sự thay đổi cho con giáp tuổi Ất Mão về mặt sự nghiệp. Tuy nhiên, tín chủ sẽ cần phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn và dám thử nghiệm những ý tưởng táo bạo. Thủy hỏa xung khắc ngăn trở vận trình tình cảm của tín chủ, thậm chí có người trải qua cảm giác thất vọng, dường như Ất Mão đã nhận ra phần nào những lúc đối phương đang lợi dụng lòng tốt của mình. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Mùi, hiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen, con số may mắn 00, 18 và 76. 3. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Người tuổi Đinh Mão với sự nâng đỡ của tam hợp mà có được vận trình tình cảm như ý, về phương diện gia đình hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui, vì có thể người thân của bạn sắp thông báo những tin tức tốt lành. Đây có lẽ là 7 ngày với Đinh Mão có nhiều khởi sắc nhất, vì có thực thần sẽ đem lại may mắn cho bạn trong công việc, giúp bạn đạt được một số thành tựu nhất định tại nơi làm việc. Bản mệnh luôn tìm được cách cân bằng cuộc sống, tránh tốn tâm sức quá nhiều cho một việc nào đó. Thủy Kim tương sinh sẽ mang đến nhiều cơ hội để tuổi Đinh Mão sắp xếp lại cuộc sống của mình, không chỉ giới hạn trong đời sống cá nhân, như dọn dẹp không gian sống cũng là việc nên thực hiện trong lúc này. Quý nhân là tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá, con số may mắn 57, 84 và 19. Lời nhắc cải mạnh. Trong cuộc sống có nhiều thứ để con người phải lo sợ, nhưng điều đáng sợ nhất chính là những suy nghĩ không tích cực của chính mình, suy nghĩ bé nhỏ, sẽ thuyết phục chúng ta tin rằng khó khăn trong cuộc sống là quá lớn rồi bỏ cuộc. Suy nghĩ thiếu khuyết từ bi sẽ tìm mọi cách để chúng ta tin rằng lòng người là quá rộng rồi không dám yêu thương. Suy nghĩ thiếu ấm áp sẽ thuyết phục chúng ta tin rằng cuộc đời luôn rất lạnh rồi khép lòng mình lại. Vị trí số 3. Xin chúc mừng người tuổi Tý. Tuổi Tý được dự báo sẽ gặp nhiều cơ hội và có thể nắm bắt chúng để đạt được tham vọng và mục tiêu của mình, cho dù đó là sự nghiệp hay đầu tư và quản lý tài chính. Bạn sẽ có được những thành tựu tốt và sự giàu có của bạn sẽ tiếp tục tăng lên. 7 ngày cuối tháng chạp này sẽ là khoảng thời gian sự nghiệp của tuổi Tý có bước tiến vượt bậc, các kế hoạch diễn ra trôi chảy mượt mà, phong độ của bạn khá ổn định và ngày càng bước lên đỉnh cao, càng làm càng thấy thành tích. Đồng thời bản mệnh cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rộng rãi trong các mối quan hệ của mình. Điều đó rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp và tích lũy của cải. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bạn đạt được những bước tiến đáng kể. Không chỉ về sự nghiệp mà còn về mặt tài chính, khoảng thời gian cuối tháng chạp này của tuổi Tý hứa hẹn sẽ rất sáng sủa. Mặc dù có chi phí cho việc chuẩn bị các kế hoạch cuối năm, nhưng bạn không cần phải lo lắng vì tiền thưởng và lợi nhuận đủ về sẽ nhiều, khiến túi tiền của bạn luôn đầy ắp. Tuần cuối cùng của năm Quý Mão là thời điểm đắc thắng của người tuổi Tý, khi bạn đón nhiều tin vui ở hầu hết các phương diện của cuộc sống. Trước hết phải kể đến chuyện tình cảm, các mối quan hệ của tuổi Tý rất hài hòa, tốt đẹp, tình cảm gia đình bạn bè, đồng nghiệp thuận lợi, đúng như những gì bạn mong muốn. Bản mệnh trở nên vui vẻ cởi mở hơn với mọi người, và đấy là lý do giúp con giáp này kết nối tốt hơn, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần thiết. Không khí đón Tết rộn ràng, gia đình cũng hài hòa, mọi người vui vẻ bên nhau, gia đình ngập tràn tiếng cười, con cái hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng hòa thuận. Tiếp đến tài vận cũng cuồn cuộn, làm đâu lợi đấy, mọi đường đi nước bước của bạn đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng mà kiếm được món hời, kinh doanh đắc tài, buôn bán đắc hàng, cả sự nghiệp và tài lộc đều tương đối khiến mãn. Hiện tại bạn chẳng có gì phải bận tâm nữa, hoàn toàn thoải mái, tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên những người thân yêu của mình. Còn bây giờ là vận số từng tuổi Tý may mắn nhất và cầm nang vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng chạp.
1. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Xem tử vi 7 ngày cuối tháng Chạp, lục hợp cục mang tới cho Canh Tý một tuần tràn đầy năng lượng, bản mệnh làm việc với tinh thần sảng khoái, không biết mệt mỏi và cho ra đời những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Dù công việc có bận rộn đến mấy cũng là chuyện nhỏ đối với con giáp này ở thời điểm hiện tại. Chẳng những vậy, chính tài cũng giúp vận trình tài lộc của bản mệnh tươi sáng hơn, các nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể, tài chính dư dôi. Nếu như bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, thì tuần này sẽ là 7 ngày bội thu, hàng hóa bán chạy THA nập lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Tuy nhiên, do thủy thủ là mối quan hệ xung khắc, nên Canh Tý sẽ xảy ra bất hòa với người thân vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi khuyên Canh Tý, đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng, con số may mắn, 88, 42 và 90. 2. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Cục diện tam hợp thái tuế giúp tuổi Nhâm Tý có thêm sự sáng suốt, giải quyết công việc hiệu quả hơn với kinh nghiệm của bản thân. Nhâm Tý cũng hạn chế được rất nhiều sai lầm, được cấp trên tin tưởng và giao phó cho những trọng trách của tập thể. Đó cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực của mình nhiều hơn. Cũng trong 7 ngày này, cát khí giúp vận trình của tuổi Nhâm Tý ngày càng tăng tiến vượt trội, cả về phương diện tài lộc, công việc của mệnh chủ đang diễn ra rất tốt đẹp, nên chuyện được cất nhắc tăng lương không còn xa vời, thu nhập dần ổn định và thậm chí còn có thêm những khoản thưởng ngoài dự kiến. Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này không được như ý, thủy thổ xung khắc, khiến mối quan hệ tình cảm gặp nhiều trắc trở, gia đạo bất an, vợ chồng nảy sinh tranh cãi, bản mệnh không nên to tiếng, muốn nói gì thì nói, mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ vấn đề, nhất là khi Tết đã cận kề. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Thân, hiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ, con số may mắn, 68, 79, 35. 3. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Đúng 7 ngày cuối tháng Chạp này, thực thần xuất hiện cho thấy người tuổi Giáp Tý vượng về đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh nắm bắt được xu hướng thị trường, cân bằng thu chi, nên tích góp được một khoản tiền khá, đủ để thực hiện những dự định, làm ăn đã ấp ủ từ lâu. Ngoài ra bản mệnh cũng không thiếu những cơ hội hợp tác bất ngờ. Nếu nắm bắt được thông tin, thì tiến hành ngay, đừng do dự. Vận trình tình duyên của con giáp này chuyển biến tích cực. Người độc thân muốn sớm thành đôi với đối tượng trong lòng, thì nên chủ động hơn với vẻ ngoài của bản thân, để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với người ấy. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương gắn bó khi cả hai luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, sức khỏe của Giáp Tý lại không ổn cho lắm. Trong ngày ngũ hành xung khắc, máu huyết kém lưu thông, gây ra các triệu chứng như thường xuyên choáng váng, đau đầu mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bạn nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng một thói quen tập thể dục thể thao mỗi ngày nhé. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen, con số may mắn, 44, 10, 28. Lời nhắc cải mệnh. Trong cuộc sống có đôi lúc chúng ta bị đặt vào những tình huống rất khó xử, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Khi bị rơi vào những hoàn cảnh như vậy, nếu người không biết cách sống tùy duyên, thì sẽ rất dễ bị đau khổ, chán nản, thất vọng, bi quan, phiền muộn. Còn với người ứng dụng được cách sống tùy duyên, thì họ sẽ sống hết sức bình an, an ổn và an lạc. Sống tùy duyên không có nghĩa là chúng ta sống buông xuôi, thụ động, vô cảm, mà cần phải hiểu đây là cách sống thuận theo những hoàn cảnh, không thể làm khác được. Đây là cách sống biết chấp nhận, đối diện với mọi thứ đang diễn ra với tâm thái bình thản, yên ổn và mạnh mẽ. Vị trí số 4, xin chúc mừng người tuổi Dần. Tuổi Dần là con giáp có dũng khí mạnh mẽ, không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của cuộc sống, mà luôn học cách đối mặt với hiện thực hỗn loạn. Bản mệnh chọn cách lạc quan và sau bao vất vả, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Theo tử vi, bạn quyết tâm làm gì nhất định sẽ giành chiến thắng. Đặc biệt là trong tuần cuối của tháng 12 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, được quý nhân bao bọc, khiến bộ của bạn không chỉ thể hiện rõ mỗi bước, mà còn mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ những người quan trọng, nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ, tạo ra một lợi thế đáng kể. Với mức thưởng cao, cuộc sống của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Người kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ sự tăng cường nhu cầu mua sắm cuối năm. Tài chính không có gì để lo lắng, miễn là bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Tử vi 12 con giáp cho thấy, dù đã là những ngày giáp Tết, nhưng tuần cuối của tháng Chạp này vẫn là thời điểm vô cùng xông xáo và quyết liệt của người tuổi Dần. Bạn vẫn đang gấp rút hoàn thiện các kế hoạch dang dở trước khi nghỉ Tết. Thật may là kế hoạch đều diễn ra ổn thỏa, may mắn đang đứng về phía bạn. Nhân cơ hội này tuổi Dần có thể tranh thủ tiến hành các sự định, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng hay bởi cát thần sẽ giúp việc xã giao của bạn diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Hầu hết các dự án bạn đang thực hiện trong tuần này đều thu về kết quả tốt đẹp, lợi nhuận tăng cao khá rõ. Tài chính nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể, giúp bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm no bên gia đình và còn lo được cho những người thân của mình. Chẳng những vậy, mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia cũng đang phát triển rất tốt đẹp, đôi bên có sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, nên những giây phút bên nhau đều rất vui vẻ. Những bạn còn độc thân thì không cần quá nóng vội, chắc chắn cơ hội gặp gỡ một nửa sẽ sớm tới. Còn bây giờ là vận số từng tuổi Dần may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng Chạp. 1. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Có thiên tài độ mệnh, người tuổi Nhâm Dần gặp nhiều may mắn trong các kế hoạch, dự định kiếm tiền của mình, việc làm ăn khá trôi chảy. Bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay làm việc và thu về lợi nhuận không nhỏ. Với mức tài chính hiện tại, tín chủ có thể thoải mái mua sắm chi tiêu tùy ý thích, nhưng nhớ là vẫn nên có chừng mực nhé. Cơ hội phát triển công việc cũng sẽ đến trong 7 ngày cuối tháng Chạp, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra với các dự án mà tín chủ đang theo đuổi. Bản mệnh còn khéo léo vận dụng những ưu điểm của bản thân, các mối quan hệ tốt đẹp để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Nhâm Dần đang có những tín hiệu đáng báo động. Khi gặp những ngũ hành tương khắc, chắc chắn thời gian tới bản mệnh sẽ phải đương đầu với không ít áp lực. Công việc do đó tín chủ cần phải chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực khổng lồ đó. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen. Con số may mắn: 00, 97 và 54. 2. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Giáp Dần sẽ có một tuần cuối năm 2023 làm việc thuận lợi. Bạn tập trung hoàn thành tốt mọi việc được giao, ngay cả khi bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh vẫn còn lơ là thiếu tập trung. Phương diện tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển tốt lành, tiến chủ có thể nhận được khoản tiền lời lãi khá nhờ những quyết định đầu tư đúng đắn trước đó. Hãy tiếp tục theo định hướng này, bản mệnh sẽ thu được nhiều hơn nữa trong tương lai. Thời gian này gặp trực hy là ngày công kích hợp để tiến hành các công việc trọng đại, do đó bản mệnh nên sắp xếp thực hiện nốt các công việc còn dang dở. Việc quan trọng khi chọn thời điểm ra riêng năm 2024, ngày rộng tháng dài sẽ thích hợp hơn. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Ngọ, hiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu xanh lá, màu vàng. Con số may mắn: 32, 81, 74. 3. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Theo tử vi 7 ngày cuối tháng Chạp, tam hợp che chở, người tuổi Bính Dần có thể tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình, khiến mọi người đều phải thán phục. Cũng nhờ vậy bạn được cước trên đề bạt lên những vị trí xứng đáng hơn với năng lực. 7 ngày cuối năm này cũng là thời điểm thích hợp để những người làm kinh tế đầu tư hoặc ký kết hợp đồng. Nếu thấy cơ hội xuất hiện, bạn nên nhanh chóng nắm bắt, đừng sợ khó khăn hay thua lỗ, chớ nhường thời cơ hiếm có này cho bất kỳ ai. Thổ khắc thủy có thể bạn và nửa kia đang hiểu lầm nhau trong một vấn đề nào đó. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để đánh giá vấn đề xem sao. Có lẽ bạn sẽ có thể thông cảm cho người ấy và không tức giận như trước nữa. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ, hiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu đỏ son. Con số may mắn: 83, 92, 14. Lời nhắc cải mệnh: mình khổ chẳng qua là vì mong mọi vật mọi việc diễn ra theo ý mình. Chim có đường bay của nó, cây có hướng mọc của cây, mỗi người có cách hành xử của riêng họ. Muốn nhẹ lòng, hãy từ bỏ những phán xét người khác và biết chấp nhận mọi điều xung quanh. Ngay phút này, bình yên trong cuộc sống tràn về. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lấn lướt mình thì cứ mặc cho họ lấn lướt. Nhiều chiếc xe trên đường qua mặt xe mình, nhưng rốt cuộc thì họ về nhà họ, mình về nhà mình. Hơn thua nhau chi những cái nhấn ga trên đường, cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. Cuộc đời nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, sẽ chỉ là cuộc sống của những ta luôn nặng nề phiền não. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng người tuổi Thân.
mọi điều xui xẻo đối với những người tuổi Thân sẽ bắt đầu tan biến. Trong 7 ngày cuối tháng 12 âm, bạn sẽ được bao bọc bởi niềm vui và có cơ hội đón nhận những khoản tài lộc bất ngờ. Chỉ cần chăm chỉ thì nhất định Thân sẽ đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này được dự báo sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong thời gian tới. Các tinh hội tụ, vận trình của bạn đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ. Không có gì có thể ngăn cản bạn tiến bước vững chắc hướng đến những mục tiêu của mình. Thời gian 7 ngày cuối tháng 12 âm, những người bạn tuổi Thân sẽ có được rất nhiều tài lộc nhờ sự tiến bộ không ngừng vào một tương lai tươi sáng. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự may mắn, thành công sẽ nhanh chóng đến, số tiền tiết kiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cát khí mạnh mẽ đang hỗ trợ cho bạn, và trong những kế hoạch sắp tới, đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn theo đuổi, vì có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân hay chính là những người ủng hộ quan trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Xin chúc mừng tuổi Thân, khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn cuối tháng chậm này, vận may về tiền bạc đến với vận trình của những chú khỉ, giúp bạn tha hồ hưởng lợi từ công sức của bản thân, nhất là trong 7 ngày cuối tháng chạp này, tức là từ sau Tết ông Công ông Táo. Tài lộc của bạn thăng hoa vô cùng, người làm công ăn lương bên cạnh khoản thưởng Tết, còn có thêm thu nhập từ ngành tay trái, tiền bạc đương lúc rủng rỉnh, nên bạn có thể thoải mái năm sắm Tết cho bản thân và gia đình, nhưng cũng chớ nên vung tiền quá tùy tiện. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ càng được lợi hơn cả, thu nhập của bạn tăng lên đáng kể, nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, hàng hóa Tết tiêu thụ khá tốt, tiền bạc dồi dào hơn trước. Với Thân lúc này mọi thứ đã rất tươm tất, chỉ chờ để đón năm Giáp Thìn với những ước mộng về một năm mới may mắn và thăng hoa hơn. Còn bây giờ là vận số từng tuổi Thân may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 7 ngày cuối tháng chạp. 1. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi của 12 con giáp dự báo về 7 ngày cuối tháng chạp này, vận tài lộc của tuổi Mậu Thân chuyển biến tích cực. Đặc biệt nếu bản mệnh là người làm nghề tự do, buôn bán, kinh doanh, sự cố gắng của tín chủ suốt bấy lâu nay đã được trả công hậu hĩnh. Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô làm ăn, hợp tác. Hãy tin tưởng vào điểm mạnh của bản thân, chứ đừng vội hài lòng và cho phép bản thân ở mãi trong khu vực quen thuộc thoải mái. Tài năng của bản mệnh còn có thể giúp cho mệnh chủ vươn xa hơn nữa. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Tý, tiểu nhân nên tránh là Hợi và Dậu. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu đất. Con số may mắn, 97, 45, 32. 2. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tử vi của 12 con giáp cho biết, 7 ngày cuối tháng chạp này, tuổi Canh Thân có cơ hội gặp gỡ được người đồng chí hướng. Đôi bên không chỉ truyền động lực cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển dự án, khiến công việc tiến triển thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nhờ thế mà những khách hàng cũ sẽ giới thiệu thêm cho những khách hàng mới, khiến việc làm ăn không ngừng mở rộng, hứa hẹn một khoản thu kha khá. Trên phương diện tình cảm, dường như bản mệnh Canh Thân độc thân chưa quá sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ. Cho dù sự săn sóc của đối phương khiến cho bản mệnh cảm thấy rất an tâm và dễ chịu, song Canh Thân lại không cho rằng mình đã có tình cảm với đối phương. Quý nhân là tuổi Tý, tuổi Tỵ, hiểu nhân là tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. Con số may mắn, 74, 22, 91. 3. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Theo tử vi của 12 con giáp 7 ngày cuối tháng chạp này, tuổi Nhâm Thân sẽ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình. Nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi bạn. Bản mệnh không cần quá phải vất vả như mọi người xung quanh, nhưng vẫn có thể dùng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu. Thậm chí một số người còn có thể phát tài dựa vào may mắn, có thể là trúng thưng, cũng có thể là những khoản đầu tư nằm im trước đó bỗng sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, khi đã cầm tiền trong tay, bản mệnh nên có hướng sử dụng đúng đắn, chớ tiêu pha lãng phí. Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, thời gian này Nhâm Thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Dần, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, trắng và đen. Con số may mắn, 05, 63 và 27. Lời nhắc cải mệnh. Đến một lúc chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời, không có gì là trường tồn bất biến. Ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ, tinh khôi. Chúng ta cảm thấy mọi lý luận ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương đồng ấm, dẫu chỉ là của khách qua đường, cũng đủ làm cho ta ấm lòng và hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống, tức chi thiên mệnh,
đến một lúc chúng ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, không phải vì vớt lên được cái gì đó từ dòng nước, mà chính là quăng xuống mất, để dòng nước uốn trôi, bỏ đi. Đến một lúc, chúng ta hiểu được niềm vui đích thực, không phải là ở đỉnh vinh quang, hay ngọn núi ngập hoa vàng, mà chính là được bước đi thảnh thơi và ngắm hoa đồng cỏ nội trên đường, tức thanh thản. Đến một lúc chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình hơn là mòn mỏi chờ đợi ai đó mang hương sắc biến dâng cho mình, tức an nhiên. Đến một lúc chúng ta cảm thấy rằng những việc làm thường nhật phải đem lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những ép buộc hay là tập quán khô khan, máy móc trong đời, tức hiện sinh. Đến một lúc chúng ta hiểu ra rằng ích kỷ tường kiến mình nhìn thấy lỗi lầm và cái xấu nơi người khác hơn là nơi bản thân, tức bản ngã. Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà vô giá cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau, không bao giờ vơi, tức hỉ xả. Khi chúng ta cảm nhận được rằng những quả khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất giữ chung quanh, là lúc chúng ta định được giá trị đích thật của một kiếp người, tức khói trời mênh mông. Và chúng tôi xin kết thúc bài luận giải của mình tại đây. Nếu quý vị còn có băn khoăn thắc mắc hay có câu hỏi cần phải tư vấn riêng về vận trình của mình, hãy comment đầy đủ thông tin xuống dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Chúc quý vị và gia đình may mắn, hạnh phúc, giàu có và bình an. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Xin chân thành cảm ơn.